Mụi xin được phép giới thiệu với quý bà con bộ sản phẩm phun hoa lá. Đầu tiên đó là sản phẩm 311111. Sản phẩm này của mình có khối lượng là 330g, sử dụng được 200 lít nước. Bà con sử dụng pha phun ướt đều qua tàn tược thân lá giúp em. Sản phẩm của mình thì được cam kết hàng phân phối hàng chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, Tây Ban Nha. Sử dụng sản phẩm 311111 sẽ hỗ trợ cho cây của mình đâm chồi, phát đọt, hỗ trợ bộ lá xanh dày, to đều, phục hồi chức năng của cây sau khi thu hoạch. Và ngày hôm nay muội xin được phép giới thiệu đến quý bà con nông dân bộ đôi sản phẩm phun hoa lá hỗ trợ kéo đọt, thúc cơi. Đây là sản phẩm top 1, chai 500ml, bà con sử dụng được 400 lít nước. Sử dụng kèm theo một chai, hai gói 311111, hỗ trợ kéo đọt, thúc đọt, đều cơi và đều tán. Hôm nay muội xin được phép giới thiệu đến quý bà con nông dân sản phẩm trung vi lượng của công ty Tanofa Ba Tốt, sản phẩm xanh số 1. Dòng sản phẩm xanh số 1 này bà con sử dụng được mọi giai đoạn cây trồng. Đối với giai đoạn lá thì sẽ chống lại cái tình trạng bạc lá, vàng lá, xoắn lá và ngủ ngày. Đối với giai đoạn nuôi hoa của cây thì sản phẩm xanh số 1 sẽ hỗ trợ cho hoa, giúp hoa dai cuốn, lớn hoa, tăng cái tỷ lệ sống của phấn hoa. Và khi mà mình sử dụng đến giai đoạn trái thì sẽ hỗ trợ cho trái, giúp trái xanh trái và hạn chế cái tình trạng là nứt trái và đen gai ở trên trái của mình. Sản phẩm xanh số 1 của mình có khối lượng là 300g. Bà con sử dụng được 200 lít nước, phun ướt đều thân cành lá, sử dụng mọi giai đoạn của cây trồng,